Cái đầu tiên chúng ta sẽ làm là bây giờ em sẽ giúp anh là bật nồi lên, sau đó cho 1,5 lít nước vô. Giờ em sẽ dùng bông cải xanh. Bông cải xanh. Mình sẽ màu vào. Dạ. Gừng, mình sẽ xắt lá. Ớt, mình sẽ chỉnh. Và màu mình sẽ đẹp như vậy. Trong thời gian này thì anh sẽ cắt cá và cắt ướp cá. Ướp một chút muối. Khi hấp thì mình sẽ thêm một chút dầu vô. Rồi tiếp theo, khi mà cái đường này đã xong, mình sẽ nhét vào cái phần của sữa này, khoảng 5 mét. Khi mà mình nhét như thế này ấy, thì khi nó sẽ tẩy được hết cái mùi tanh của con cá. Mở lưới hấp ra. Lưới dễ lắm. Dạ. Sau đó mình đậy lại. Bây giờ xong lúc đấy thì chúng ta sẽ đi làm sốt. 3 muỗng dầu áo. Sau đó 5 muỗng nước. 3 muỗng nước chứa. 2 muỗng đường. Mình sẽ đánh đều. Bây giờ em sẽ cắt cái ớt, em thái chỉ để tí nữa mình để vòng. Khi mà mình đánh tan đều rồi thì bắt đầu mình cho cái hạt tiêu vào để nó càng cái lợi hơn. Khi mà mình sử dụng cái nồi này á thì các bạn phải cho nước vô trước, sau đó các bạn đun nó sôi lên rồi thì bắt đầu mình cho cá vô. Cá nó sẽ rất là ngon. Nhìn ngon quá. Ngay hai chủ đó. Chúng ta sẽ cho trước 2 muỗng. 2 muỗng. Nước tương vô. Wow. Ừ, cho được màu mỡ của cá kìa. Wow. Rau mình bỏ ra vô luôn. Sốt em có thể thử ra đây chút. Em nghe cái mùi nãy giờ là nó hơi héo hút rồi á. Các bạn nhìn này. Rau rất là xanh. Rất xanh. Rất xanh như chúng ta luộc ở trong một. Với cái nồi hấp của lốc 301 này thì chúng ta không cần thiết phải ngâm nước đá và rau vẫn giữ được màu sạch. Bình thường á thì cái món cá chẽm này ở nhà mình không có biết tự nấu. Đúng rồi, em nghĩ đây là cái món mà có thể giữ lại được cái độ được cái nước nguyên bản của thịt cá. Thì mình sẽ giữ lại. Dạ. Và đó mình sẽ lên trên này. Thì các bạn có thể ăn với cơm, với bún thì cũng rất là dễ. Rồi, ôi, vừa đẹp mắt. Rất là đơn giản và rất là nhanh.